Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn Gotama dạy: Phần chính thất niệm, đầy đủ năm pháp này thì người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục, thế nào là năm? Một, thất niệm, nghĩ đây quên đó, ăn nói sai ngoa, hay ưu tư phiền muộn vì không mời gọi được chánh niệm ngay giây phút hiện tại, vì mãi mơ mộng viễn vông lội ngược về quá khứ rồi sụp sùi rơi lệ, vì nghĩ mình ngày xưa giàu có xinh đẹp rồi trôi dạt về tương lai rồi sanh yếu đuối, vì nghĩ mình như chiếc thuyền lên đên trên biển không biết đâu là bến bờ, và cũng vì thất niệm mà gây ra không biết bao nhiêu là hệ lụy cho mình và cả cho người. Ví dụ như khi bắt nồi canh lên bếp nấu rồi giao cho ông táo, rồi mình lên lướt TikTok hoặc là phay tham nói chuyện với bạn luyên thuyên mà quên mất là đang nấu nồi canh, rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi nồi canh cạn nước, hoặc là đang ủi đồ mà nghe điện thoại reo rồi để bàn ủi đó lên bắt điện thoại, mà đã nấu cháo điện thoại là nấu khét chưa, cũng chưa hết chuyện. Và chuyện gì sẽ xảy ra khi bàn ủi vẫn on, và khi ra sân bay đang đứng chờ check-in mà có người tới nhờ cầm hộ đồ vì họ xách không hết. Chỉ cần thất niệm lơ là mà mình xách hộ thì rơi ngay vào bẫy của những người buôn chất cấm. Còn rất nhiều sự nguy hiểm do thất niệm gây ra, làm sao kể cho hết. Hai, bất tín, không tin tưởng, không cho là thật, hoặc là không giữ lời hứa. Ba, vô tàm, không biết hổ thẹn khi làm việc xấu. Bốn, vô quý, không biết xấu hổ khi làm việc ác mà bị người phát hiện cũng không hối lỗi với người. Năm, ác tuệ, nghĩ xấu cho người và dùng ý nghĩ muốn hại người. Đầy đủ năm pháp này thì người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục, trích trong kinh Tương Ưng bộ 2 chương 3, Tương Ưng Nữ Nhân trang 306, Samyutta Nikaya, Tạng Kinh Nguyên Thủy.